không? Rồi chưa? Rồi. Bảy rồi. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay lại gặp các bạn rồi. Vâng. Nay anh em nói về chủ đề Facebook. Vâng. Thế giới ảo đang chen lan khắp xã hội Việt Nam. Facebook, TikTok, Zalo, các kiểu quần là điểu. Còn thế thì Facebook thì nó có mặt hạn chế là nó không có quyền riêng tư cho lắm. Zalo thì có những quyền riêng tư và tìm quanh đây các kiểu quần là điểu. Twitter thì chủ yếu là bọn Tây dùng, còn Instagram thì Việt Nam cũng dùng khá nhưng mà bây giờ sau người ta sống ảo nhưng mà nó không phải là sống ảo, cuộc sống bộn bề mắt hay cần có mạng để bởi vì người ta không có thời gian để đi đây đó nên kết bạn các kiểu bằng mạng, nói chuyện mạng đó cũng tiện lợi thôi nhưng mà thì có nhiều mặt hạn chế, rất nhiều mặt hạn chế. Thôi chẳng gì nhá. Facebook không có quyền riêng tư. Khi mà bình luận này bất kỳ một cái điều gì thì nó không có tính riêng tư gì cả, ai cũng có thể biết. Và bỗng dưng giờ là có rất nhiều anh thích câu like, câu view các kiểu còn là điều. Câu like thường thì họ lợi dụng vào đạo đức rồi lối sống con người, tình cảm để lợi dụng. Ví dụ như một câu hỏi có nhiều đáp án, anh ta tung lên, thế là rất nhiều anh cứ đen gà đen vịt, anh thì nói là đáp án A này, anh thì đáp án B, thế là thành cãi nhau, thế là thành bình luận, thế là thành like rất là nhiều, thế là rất là nhiều. Còn có những anh thì tăng lên lấy cái kiểu là một người trẻ con chết này chết nọ rồi không like thì thế này thế nọ, đúng là điên nặng. Cái bọn chính bọn đưa lên, bọn phản quốc, bọn ấy tung tin giật gân các kiểu, Sơn Tùng vừa chết bị tàu hỏa đâm các kiểu còn là điều. Sơn Tùng cũng biết Sơn Tùng là gì không? Không, không nhỉ, Sơn Tùng là cục cứt nhỉ. Vâng. Rồi là còn nhiều kiểu nữa, hôm nay tôi mới được đọc được là có thằng xe cái kiểu là một cô gái rất là sexy, nhìn một ông già ăn bún, cô ta chửi này nọ, thế là các anh em chúng ta là vào chửi thương tiếc cho ông già và chửi cái cô gái đó, nhưng mà thực ra là bọn nó bị hết. Thôi đứng lên đi, ai à, đứng lên nữa đi. Thôi. Facebook có rất nhiều mặt hạn chế nhưng mà cũng có rất nhiều cái điểm mạnh. Đó là quảng cáo của thế giới Facebook rất là lớn mạnh. Muốn đăng tin gì là có tin đấy luôn. Nói chung về CSS thì có rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu về Facebook trước đây của tôi. Trước đây thì tôi nghĩ là kết bạn là rất nhiều, càng nhiều càng tốt, kết bạn lia lịa. Rồi có thể là kể cả mấy anh em mới chơi như vậy, kết bạn lia lịa, giống nhiều bạn. Nhưng mà cứ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà rồi nó đi nó lại nó cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Kết bạn không nói chuyện thì kết bạn làm gì đâu, quá là nhiều, chả giải quyết được cái vấn đề gì. Thế rồi kết bạn nhiều thì khóa một tuần, thì khóa đến 30 ngày. Rồi có khi là báo cáo sai phạm các kiểu. Thế là không có số điện thoại nữa, không xác nhận được lẻ. Và mất nick các kiểu còn là điều. Kể cả những chúng ta có thể đánh sập một trang Facebook bằng cách hack rồi là dùng nhiều nick để báo cáo sai phạm các kiểu. Thì các trang nó sẽ bị khóa lại. Nhưng mà dần dần phát triển Facebook thì tôi tóm gọn lại là kết bạn quá nhiều, không giải quyết được vấn đề gì, không nói chuyện hết thì giải quyết được vấn đề gì.
ai biết thì hiểu cái bản và nói chuyện, kể cả là người không biết trước lạ sao quen, chẳng có ai bao giờ là gặp một cái là quen luôn cả. Ai bắt đầu thì không quen rồi mới đến quen, chứ chẳng nhẽ là gặp phải quen luôn. Đừng có nói là tôi không quen người lạ, không quen một khi đã thích đi đâu á, một khi đã thích thì không quen này quen hết. Nhưng mà đã kết bạn thì phải nói chuyện, không nói chuyện thôi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nặng đầu nhiều nhiều bản tin và rất nhiều thông tin lệch lạc, thế giới ảo cũng chảo. Thế thì theo nói về thế giới tin tức thì thế giới tin tức chúng ta không thể tìm bất kỳ một cái tin tức nào hết, kể cả thời sự chúng ta chỉ tìm được 95%, bởi vì chính trị sẽ thao túng tất cả những thông tin đại chúng. Thời sự là bất kỳ một cái báo chí, kể cả chính thống nào, an ninh quốc phòng hay là bất kỳ an ninh quốc gia, an ninh gì đó thì chính trị sẽ phải thao túng được, bởi vì còn lợi ích của quốc gia nữa. Không để tin gì cũng phải đăng sự thật, sự thực là mất lòng nhau. Kể cả những vụ MH370 các kiểu còn là điểu thì thông tin đại chúng nói là mất tích các kiểu, nhưng mà không phải thế, có thể là do máy bay hoặc là do bên quân sự bắn nhầm, hoặc là do bắn nhầm, hoặc là do về an ninh quốc phòng nên họ mới không thể nói rằng là do tai nạn, do một cái gì đấy, hoặc là do chính bản thân họ trục trặc kỹ thuật, cho chính họ không thể nói là mình làm sai được. Thế nên họ cứ báo cáo là do báo cáo là do tai nạn trục trặc, rồi là mất tích các kiểu, không thấy xác các kiểu, và không phải chứ. Vâng, thế thì hôm nay giới thiệu về cả Obama là một là Obama là ai thì tôi cũng không biết. Theo cháu tôi thì Obama là con sói, và Obama vâng, thế giới Obama trước đây là phát biểu, ông ấy nói về nào là một người ta cứ nghĩ là người Mỹ thì giỏi hùng biện, lấy ví dụ này ví dụ nọ, ví dụ như là ví dụ về thơ của Hồ Xuân Hương, bánh chưa nước vừa trắng lại vừa tròn các kiểu, còn là điểu rồi là nói về bài hát Núi Vọng Tay Lớn, nhưng mà thực ra ông ấy chẳng biết Hồ Xuân Hương là ai, ông không biết Hồ Xuân Hương là ai, ông không biết nội dung của các bài thơ của Hồ Xuân Hương như thế nào, nội dung của bài hát Núi Vọng Tay Lớn như thế nào. Ông ấy trước khi phát biểu là ông ấy đã được thôi được rồi, ví dụ phải được xin mời xin mời xin mời lúc nào của ô mà muốn ông ấy sẽ soạn thảo và đội ngũ ông ấy soạn thảo và phê duyệt. Sau khi phê duyệt xong thì ông ấy sẽ được lấy ví dụ ông ngồi trên máy bay, chẳng nhẽ ông ấy bao nhiêu ngày rồi ông ấy nghiên cứu về văn hóa tập tục của người Việt Nam là sao, không phải thế mà người Mỹ đã nghiên cứu tập tục văn hóa rồi những điểm yếu điểm mạnh của Việt Nam ngay từ thời kỳ chiến tranh, nên để lấy lòng để phát biểu để nói về văn hóa Việt Nam thì rất đơn giản. Họ có các nghiên cứu của Việt Nam thì họ biết ai là đại diện của người Việt Nam và những cái nội dung gì sẽ đại diện người Việt Nam. Nên trước khi lên máy bay thì ông ấy chỉ được ngồi ung dung tự tại và có thể đọc những cái bản người ta đã soạn thảo cho ông để ông phát biểu thôi trên máy bay. Sau lúc nào cũng mà Việt Nam có rất nhiều giới trẻ là không biết gì về thần tượng, đi đâu đi theo xét dân chúng các kiểu, ăn phở các kiểu, uống trà đá các kiểu, nghĩ là được lòng dân chúng các kiểu. Và mấy ông chính trị là chỉ giỏi diễn xuất để lấy lòng người dân. Vâng, chứ không như Hồ Chí Minh của chúng ta hay là bất kỳ nhà chính trị nào trước kia thì vâng à thôi nhá. Trước khi phát biểu ông ấy phải soạn thảo hàng bao nhiêu ngày trời. Các bạn thấy Hồ Chí Minh của chúng ta vị lãnh tụ vĩ đại. Hey. Thì ở các hồ của trần lên đời nghĩ và viết ra, còn bây giờ thì làm cái chuyện nào là viết ra như vậy, nên các bạn lầm tưởng
kể cả ông Obama hay là bất kỳ một ông nào da trắng hay da màu ổ lên, một ông không thể thay đổi được hệ thống chính trị nước Mỹ chẳng hạn, có thượng viện, nghị viện, hạ viện các kiểu còn là điều một người làm gì có thay đổi được một hệ thống chính trị, không ai có thể thay đổi một hệ thống chính trị. Mà một nước đa đảng thì sẽ đấu tranh với các đảng rất là gay gắt, nên hiện tượng khủng bố các đảng nọ là lấy danh nghĩa là khủng bố này khủng bố nọ, do bọn khủng bố này khủng bố nọ, nhưng thực ra là đảng nọ có thể là hai bên đảng kia tranh chấp các kiểu, như Thái Lan thì lật đổ chính quyền rất là nhiều. Không nha, bất kỳ nước nào thế thôi, ra màu hay ra không hay như thế nào thì không thể thay đổi một hệ thống chính trị được. Thôi đang có tổng thống mới thì nữa không, chúng ta không hy vọng cái điều gì về hệ thống chính trị của họ, thì không thay đổi được cái điều gì Đức Quốc không thay đổi được. Có nhiều điều có thể là tung tin bắn tin các kiểu để thao túng để lại đến giờ cứ nói xăng dầu các kiểu thống thao túng rất là nhiều. Dạ, chúng ta ví dụ như tung tin này nọ để giá răng xăng ra dầu tăng lên các kiểu cứu này đến cứu nọ nói này hơi nọ, nhưng mà có thể là chẳng được cái gì đâu, và là tung tin xuất hiện. Nhìn cái gì, nhìn đúng, nhìn mắt, nhìn đầu. Rồi, thế giới ảo tùng chảo bắt đầu. Tôi giới thiệu đi. Tôi giới thiệu tôi lên nợ trước. Hôm nay tôi nào 5 tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tôi là trước. Hôm nay tôi xin em con hổ. Chúng tôi cũng bảo vệ của người. Hôm nay tôi xin mời các vị tôi đánh tôi chương trình chúng ta là siêu chip. Siêu chip. Hôm nay chúng tôi hát một bài siêu chip. Hát được. Chúng tôi sẽ hát bài siêu chip. Hát đi. Chúng ta là siêu chip. Hát được hay. Rất là hay. Trong ngoan nào trên sang chúng mà siêu chip này có đây cha chu chu. Nhìn màn hình nè. Cha đấy nhìn đi nhà. Để đâu nè. Bây giờ mới cho tay đặt ta. Happy birthday nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nhìn cái băng hồ vậy nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Băng hồ vậy nè. Mừng ngày sinh nhật, mừng ngày sinh nhật đã qua. Tiếp nè. Không hết. Ờ thì băng hồ vậy nè. Đọc ABC rồi nè. ABC bực xô. A ở bờ cờ rồi. A ở bờ cờ rồi. E G H I K L M N. L hai L là M ABC rồi. ABC bực xê bực xê. Ai quan gì mà gì, ai muốn nhảy nè. Cái gì nhỉ? Ba cộng bốn đúng không ấy? Biểu diễn nè. Hôm nay xin giới thiệu biểu diễn nè. Hôm nay tôi xin ạ, nhảy mũ. Ba cộng bốn mà ấy. Đâu, biểu diễn nè. Ba cộng bốn, ba cộng bốn. Hả? Xin mời. Ba cộng bốn bằng mũi. Nè, đi lại đi. Ba đâu? Bốn đâu? Mười, lâu thế. Bảy. Ba cộng ba mười. Ba cộng sáu. Thế năm cộng ba mười. Năm ba. Năm ba. Cái phát biểu cảm xúc nè, phát biểu cảm xúc khi sắp lên Hà Nội xem nào, nhớ ông bà không nào?
Tôi xin là một bông hoa rất là xinh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về chúc tôi về Hà Nội.